chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 19 tháng 12. Đó, hôm nay em về được 7 thùng chim. Thì có 3 cái thùng bên tay phải của các anh đang xem. Thì đó là than đất và chim oanh cổ đỏ. Còn 2 cái thùng trên cùng bên tay trái thợ chữa báo với em. Còn 2 thùng dưới là lửa. Để em coi 2 cái thùng này coi xem là chim gì. Như là kẹt than ha. Thì bây giờ em sẽ tắt những cái thùng này ra. Quách lỗ to to quay phải kẹt than. Hình như là kẹt than thôi. Bây giờ em sẽ tranh thủ em ra những cái bé này trước ha. Con cổ đỏ trước đi. Hôm nay thứ 7 cuối tuần rồi, định nghỉ nhưng mà mấy anh em nó không cho em nghỉ. Suốt ngày nó cứ bắt em uống sữa uống bia không à. Đây là anh cổ đỏ truyền ha. Chim ở đây em sẽ bán giá là 200.000 và em bao tất cả các cái lỗi, ví dụ như là móng, mắt, mỏ, đầy đủ hết, không có bị lỗi gì hết. 200.000 chim truyền ha. Chim bổi là 150.000. Rồi, hôm nay em sẽ ra demo mấy con thôi. Tại vì nó rất là nhiều, nó khoảng chừng 30 con đó. Ra nó sẽ rất là mất thời gian ha. Thì em ra demo thử mấy con cho các anh xem thôi. Rồi em sẽ ra than và lửa cho các anh xem để tránh mất thời gian ha. Đó, anh thấy con cổ đỏ chim rất là đẹp ha. Đó, móng mỏ đầy đủ hết. Chim này là chim mới hoàn toàn chưa vô cám nha mọi người nha. Chim mới hoàn toàn chưa vô cám. Đó, chim bổi như thế này thì giá là 150.000. Thì cái địa chỉ và số điện thoại của em sẽ để ở bên dưới màn hình ha. Còn cái số tài khoản của em thì em sẽ để ở trong cái phần mô tả của cái video. Mong tất cả mọi người hay là những anh em nào chưa có biết cái cách xem mô tả của cái video thì có thể lên trên YouTube ha. Đó, lên trên YouTube hay lên trên Google á, mình cứ gõ cái từ khóa tìm kiếm ha. Mình gõ từ khóa tìm kiếm là cách xem mô tả video là nó sẽ hiện lên rất là nhiều ha. Đó, thì tại vì á, vừa qua có rất là nhiều các anh cũng đóng góp ý kiến kêu là tại sao không có để cái số tài khoản ở trong cái phần mô tả của cái video luôn cho nó tiện, đỡ phải xin, đỡ phải nhắn tin gọi điện thoại xin nó mất thời gian. Đó, thì em sẽ để cái số tài khoản của em ở bên dưới cái phần mô tả luôn nha. Đó, đây là than đất. Thì than đất này là 100.000 ha. Than đất này 100.000 một con. Em ra demo mấy con trước thôi nha mấy anh nha. Rồi em sẽ ngưng cái clip này để em chừa pin lại để em quay những cái con chim khác. Than đất là chỉ có 100.000 thôi nha mọi người nha. Chim mới hoàn toàn chưa mua cám. Và chim này là chim đắk nông, mấy anh khỏi hỏi cứ chim vùng nào. Dạ thưa với mấy anh là chim em nhập hoàn toàn là chim đắk nông hết. Rồi, em sẽ tạm ngưng cái clip này để em ghép chút xíu, em sẽ ra ấy lộn, em chừa pin gì đó để em quay chích cho than và chích cho lửa cho mấy anh xem nha.
Rồi, mong tất cả mọi người đón xem cái phần tiếp theo. Rồi, bắt đầu tiếp tục em ra chè than và chè lửa nha mọi người nha. Thì em ra xong đâu đó khoảng chừng 40, hình như là 40 oanh cổ đỏ và than đất nha. Tổng cộng là 40 bé ha. Chim rất là đẹp luôn. Đó, cứ mỗi một học như vậy là 20 ha, hai học là 40. Rồi bây giờ em sẽ ra, à quên đó, ngày hôm qua em còn con chim chào mào này, anh trai kia anh dặn em mà chắc là anh quên. Rồi hôm nay em thanh lý luôn. Đây, chim rất là đẹp ha. Rồi, cái bé chào mèo này em sẽ thanh lý 300 ngàn thôi. Do là anh trai anh dặn rồi anh quên. Rồi, bây giờ em sẽ ra chích cho lửa trước nha mọi người. Trời ơi, chim gì đâu mà sao gãy lao gì tùm lum thế này. Chưa chi thấy cái nội dung là gãy lao rồi. Cái nản này. Thiếu tò lim nha. Bé này bị mẻ cái ngọn đuôi thôi mấy anh ha. Nhưng mà đuôi có vẻ khá dài. Để em xem là đuôi bao nhiêu. Hai mươi lẻ hai nha mọi người nha. Kiểm tra móng lại cái đã. Rồi, móng thì ok rồi. 20.02 mà đuôi nó bị mẻ cái ngọn đuôi nha mấy anh nha. Đó, bị mẻ ngọn đuôi như các anh đang xem. Rồi. Bé này mà cái nết chơi mà đập đuôi thì hơi bị đẹp nha. Rồi, chim 20.02 này nó bị mẻ đuôi như vậy thì em sẽ bán giá là 1 triệu nha mọi người nha. Trời ơi. Bé này đuôi lụa mà sao le. Để em đo đuôi cái đã. Đuôi có vẻ rất là dài, đuôi lụa nhưng mà bị so le. Bé này cũng 20 hiếu rồi. 19.9 nha. À, 19.9 mà đuôi lụa nha mọi người nha. Bé này đuôi lụa nè, 19.9 mà bị so le nha. Rồi cái bé này thì chỉ có 800 ngàn thôi. 800 ngàn chắc hơi mắc rồi. Thôi em bán 700 thôi. $19.9 mà so le là 700 ngàn nha mọi người nha. Em sẽ báo giá trực tiếp ở trên clip. Mong mọi người tất cả mọi người nghe kỹ kỹ giúp em. Trời ơi, bé này bạn đuôi to mà cũng bị mẹ lao à. Để em đo đuôi.
Rồi bé này là 19 năm nha. Bé này là 600.000. 19 năm mẹ lao. Chim bản đuôi rất là to nha. Để em kiểm tra móng. Rồi, theo như em quan sát thì móng, tất cả móng là đầy đủ hết ha. Rồi bé vừa rồi là 600.000 nha mọi người nha, rẻ hơn bé thêm 100.000. Bé này có đuôi tôm nè, móng đầy đủ. Bé này hơi tôm mà đuôi chắc hơi ngắn này. Đo lại. Ủa, có cọc lông ống đang ra nữa nè. Rồi bé này là 18 năm. Nha mọi người nha. 18 năm đang ra lông ống nè. Có một cọc đang ra nha. Rồi bé này là 400.000. Bé này đuôi, bản đuôi rất to luôn nè. Chim phải bị mẻ đuôi không này? Không phải mẻ đuôi nha, này hơi xò le chút xíu. Rồi, 19 năm nha mọi người nha. 19 năm. Rồi, bé này là cũng 700 nha. 19 năm. Rồi, tôm này. Bé này tôm rồi. Thì gãy đuôi lao. Này chắc thợ mới hay sao, đi đánh sao toàn để bị gãy đuôi không à. Nhưng mà các anh cứ yên tâm ha, nó khoảng chừng 2-3 tháng nữa thôi thì những cái dòng chim này nó cũng sẽ thay lông thôi. Ồ, bé này 21 rồi. À. 21 bị gãy đuôi lao nha mọi người nha. Mình xem lại coi. Gãy rồi. Rồi, bé này 21 thì là 1,2 triệu tôm. Bé này tôm lụa nè. Mà bị gãy lao ha, 1,2 triệu, 21. Rồi, hết rồi mọi người. Thùng thứ hai. Nãy giờ chim cò, nãy giờ em báo giá trực tiếp ở trên clip rồi ha. Anh em nào mà cứ tới lấy con nào thì nhớ giá giúp em. Ây, bé này rất là dữ rồi. Mổ tay em. Trời, em đau lột cái thước. 18. Nha mọi người nha. Rất là to luôn. Bé này phải nói là to như con than vậy. Rồi, bé đó 400.000. Chim 18. Mái đo đuôi cái đã. Mái này chắc em nghĩ là 11 thôi. 12. Đây, để sát vô nè. 12 năm, 12 4 gì đó.
Rồi bé này cho em xin 180 nha, 12.4 nha. Nếu nó 12 năm là được 200.000 rồi, nó 12.4 là thôi lấy 180 thôi. Rồi, bé này 17, 280 nha mọi người nha, 17. Đuôi 17, 280 nha mọi người nha, móng mỏ mắt mũi là đầy đủ hết. Đây nè, rất là dữ ha. Rồi, bé này 240 khỏi đo đuôi luôn. Tại vì em thấy nó đuôi ngắn là một cái, thứ hai nữa là nó hơi so le chút xíu ha, 240. Bé này đang rong đuôi sao đây. Đấy. Đuôi không bị so le nha. Rồi bé này 280 nha mọi người nha. Chết bà rồi. Rớt mấy cọng lông rồi. Cơ ý nhưng mà hên, lông ống vẫn còn ha. Hai cọng đuôi lao vẫn còn ha, còn mấy cái đuôi bọ này là đuôi cũ ha. Bị rụng rồi. Rồi, lỗ 40.000 luôn, 240. Rồi, bé này 16 năm, 240 luôn nha mọi người. Bé này đang rong đuôi sao nữa này. Rồi, không có rong đuôi ha. Rồi đuôi ngắn là 240 nha mọi người nha. Mỗi đuôi ngắn 240. Căng mọi người, căng như dây đàn luôn. Đây là cái con Mosias ha, chim nhập. Chim này là giá 2.4 triệu nha mọi người nha. Rồi, yến nhập á, nãy giờ nó hot nhiều quá em. Mấy anh cứ thắc mắc là chim gì nó cứ chéo hoài đó, nên em quay cho mấy anh xem luôn. Đây hình như là than nha. Mép nha mọi người nha, than mép nha. 350.000 kim than mép. Đây, bẩu hết.
mẫu rất là tốt ha. Móng mèo. Đó, bé là bé thứ hai, chỉ có 350.000 thôi. Hai mép mùa này rất là hiếm rồi nha mọi người nha. Gần như đã hết mùa mép luôn rồi. Mép còn vàng khè luôn mọi người ha. Rồi, ba bé. Wow, bé này xòe to à. Rồi, bốn bé trẻ than rồi nha. Không biết còn không. Ô, bé thứ năm này rất dữ ha. Đây là bé thứ năm. Em mở qua học phần này. Bé này anh em nào mà phải nói là dân chơi chim hót á, người ta sẽ hay gọi cái bé này là bé bộ câu ha. Nó chung chung chim. Nó nhỏ, không phải nó nhỏ mà có nghĩa là nó dài. Đó. Mẹ này đầu. Đó, anh em nào mà chơi chích gà than thì cũng biết rồi ha. Cái dòng chim Đắk Nông nó rất là dễ chơi, màu nuôi. Ấy à, nuôi nó màu chơi. Đó, cái bé này tương lai xè nè. Bé này rất to và xòe nha. Cái bé mà em vừa bắt ra là bé thứ 8 nha mọi người nha. Rồi bé thứ 9, hoàn toàn là chim mép hết nha mọi người ơi. Rồi là bé này là bé thứ 10. Đó, các anh cứ đếm bên cái hộc lửa này là 4 nè. Rồi 1 2 3 4 5 6 đếm từ dưới lên giùm em nha. Bé thứ 10.
Wow, wow, chút xíu là bay rồi. Wow. Mé 11. Đây, mé rồi. Đầu nhỏ xíu. Đây là bé 11. Rồi bé này là bé thứ 12. Wow, bữa nay về cũng đạt khá chi, không biết cái gì bẫy ở đâu mà lắm thế. Em thôi miên nó. Cái bé thứ 13 này xòe rất to nha. Cái bé mà em mới bắt ra vừa xong thôi. Cái bé thứ 13. Còn bé thứ 14 không biết có không. Bé thứ 14 này rất to nha mọi người nha. Nó có râu trắng. Bé 14 rất to. Nhưng mà lông đuôi bị thiếu một bên nè. Hình như nó đang hay muốn thay lông rồi. Thì chim mép mùa này, cái con chim này mỏ ba lá luôn nè. Rồi, 14 bé. Biết là còn hay không. Rồi hết rồi mọi người. Rồi điểm danh sơ sơ lại với tất cả mọi người thì có 40 bé oanh cổ đỏ, 14 bé chè than, chè lửa thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 chè lửa, 14 chè than, 40 oanh cổ đỏ, một bé chà mào thanh lý. Đây. Rồi. Còn bé này nữa nè, nãy giờ các anh cũng nghe rồi ha. Có con oanh cổ đỏ hết nè. Không biết là con nào, để em xem coi. Rồi bye bye, xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo. Chúc tất cả mọi người một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.